cáo bóng, bà con ta biết cáo bóng hết phải không bà con? Cáo bóng thì khi mà ta ăn cáo bóng sẽ là tốt cho sức khỏe chúng ta vô cùng. Khi ta ăn cáo bóng, cáo bóng thì ăn này nó tốt sức khỏe, nhưng mà riêng đối với những người này vui lòng đừng ăn cáo bóng, bởi vì ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi khi ta ăn cáo bóng nha bà con. Những người có bệnh đó là sau khi sanh, phụ nữ cho con bú, kém ăn, chậm tiêu, tiêu chảy, kiết lỵ, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai, sau khi sanh con cho con bú, đó là những người vui lòng. Vui lòng bà con ta nhớ không nên ăn cáo bóng. Ăn vào bệnh chúng ta không tốt gì cả, bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Cho nên những người này vui lòng đừng ăn cáo bóng, là người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai, sau khi sanh cho con bú, đang cho con bú, ba bầu, ăn kém, chậm tiêu, tiêu chảy và kiết, cái mà kiết lỵ là vui lòng đừng ăn bà con ơi. Vui lòng đừng ăn để cho nó tốt cho căn bệnh của mình nha bà con. Những người như vậy là không nên ăn cáo bóng. Và còn cáo bóng nó tốt, tốt vô cùng. Cáo bóng nó tốt cho việc đẹp da của phụ nữ, tỳ vị, can thận, kiên cường, gân tốt, hư bụng, đầy hơi, hành huyết, mạch, tiêu, tích trợ, lợi thủy, an thai, đàm thấp, ho thở, đau tức ngực, sưng, nhức mỏi, người hư nhược, nhức mỏi, hư đàm, thấp trợ là tốt, là tốt vô cùng. Cáo bóng nó tốt vô cùng, nó tốt vô cùng là nó làm cho đẹp da của phụ nữ, tốt cho tỳ vị, tốt cho can thận, kiện cường gân tốt, hư bụng, đầy hơi, hành huyết, mạch tiêu tích trợ, lợi thủy an thai, đàm thấp, ho thở, đau tức ngực, sưng cái mà nhức mỏi, người hư nhược nha bà con. Đó nó tốt không? Còn nữa, người nhức mỏi, người hư nhược, hư đàm, thấp trệ là nó tốt, nó giải quyết tốt cho những trường hợp như vậy bà con ơi. Bà con ơi, nhưng mà ta ăn thì ta ăn như những loại cá bình thường khác, chứ không phải tốt là ta ăn nhiều hơn. Mỗi ngày các loại cá cái ăn sao thì ta ăn cá bóng như vậy. Mà nếu ta ăn liền 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta ăn liền 6 ngày như vậy thì chúng ta phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn. Bà con ơi, kênh của chúng tôi chuyên nói về đời sống và sức khỏe. Bà con vui lòng đăng ký để ủng hộ chúng tôi, và đồng thời nhận video tiếp tục về đời sống sức khỏe để phục vụ bà con. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe đẹp. Nào nào đăng ký nha bà con ơi.